chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn, chúc một ngày mới an lành và mạnh khỏe nha. Sáng hôm nay ra một tí mua một tí đồ đó, rồi sẵn review luôn cái khu chợ Cầu Cống này cho cô chú anh chị mình nắm tình hình hiện tại như thế nào nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 nè, chỉ còn 2-3 ngày nữa là thành phố sẽ có chỉ thị mới. Dự kiến là sẽ mở thành phố, mở cửa vào ngày 1 tháng 10 và theo lộ trình cũng từ từ thôi. Tuy nhiên là sáng hôm nay ra ngoài chợ Cầu Cống, cô chú anh chị mình còn vài ba ngày nữa, nhưng mà mọi người đang rất là háo hức chờ đợi và có vẻ là đang rộn ràng lắm rồi. Lúc thấy là tại khu vực này đường phố xe cộ đông đúc tấp nập và người ta bắt đầu buôn bán lại cũng khá là nhiều rồi cô chú anh chị mình ơi. Bây giờ cùng Nick đi xem cái con đường chợ Cầu Cống này tình hình như thế nào nha. Bên kia là thịt cá, còn bên đây thì bán lên trên đủ thứ, có luôn bánh ú bánh tét nha, rất là ngon, thèm nha, nhìn thấy thèm chứ sợ. Mấy chị mấy cô mua thịt gà thịt heo ha, hay là có gì bán cái đó nè, cũng ngồi trên lề đường rồi. Một số tiệm thì cũng bắt đầu mở, một số tiệm thì cũng chưa mở, nhưng mà có nhiều người đã buôn bán nè, có người bán bông nữa nè, bán linh tinh đủ thứ ngồi trên đường rồi, cũng cảm giác là đang hồi sinh lần lần rồi cô chú chị mình ơi, nhìn trong cũng là vui rồi ha. Có xe là bán linh tinh đủ thứ rau củ quả trái cây. Đây cửa hàng này cũng mở rồi, cũng bán loại rau củ quả này. Bên kia đường cũng bán thịt cá rồi, rồi bên đây đường bán linh tinh đủ thứ rồi, cũng đang nhìn nó cũng sinh động rồi nha, cũng rất là vui rồi. Đây nguyên con gà luôn nha. Tiệm tạp hóa này cũng mở, còn để mấy cái thùng dán sợi dây phía trước để tiếp xúc cách 2 mét. Nhưng thật ra thì mới nghĩ là vài bữa không biết là còn 1 mét nữa còn khoảng cách hay không đây, hay là bà con quên mất là vui quá rồi đã quên đây. Dù là dịch thì vẫn còn đó, virus corona vẫn còn đó, nhưng mà mọi người có vẻ là lạc quan hơn rồi, bởi vì nhiều người đã tiêm vaccine, rồi bây giờ đi mua sắm mà thoải mái hơn, được ra đường rồi. Thì ngày 1 tháng 10 là sẽ có chỉ thị mới thì được đi thoải mái hơn nữa, cho nên là không biết mọi người còn nhớ là trong dịch nữa hay không. Thì bị cách ly giãn cách khá là lâu rồi, mọi người buồn bã và tụt mút, gọi là tụt mút cũng khá là lâu. Bây giờ ra đường xung quanh ở khu vực quận 4 này thì mọi người ra đường thấy là vui hơn, thấy dễ chịu hơn, thấy thoải mái hơn, cho nên là đôi khi cũng hơi quên cái khoảng cách đó. Nhưng mà thôi, phải như vậy thì dịp dậy lấy tinh thần trở lại phải không cô chú chị mình ơi. Để Nick đi đảo lại một vòng nữa khu vực chợ Cầu Cống cho cô chú chị mình cùng quan sát nha, xem bà con cô bán mình hiện tại như thế nào nha. Nhắc lại là còn nay 28 rồi, còn ngày 29-30 tháng 9 nữa thôi, ngày 1 tháng 10 là sẽ có chỉ thị mới, chắc là cũng phải mở cửa trở lại. Tuy nhiên là không phải mở cửa toàn một lần, nhưng mà thấy là báo chí chính thống cũng đưa tin là cho nhiều cái hoạt động mở cửa trở lại rồi, trong đó là có buôn bán thực phẩm ăn uống rồi cô chú chị mình nha. Thì chắc chắn là chính thức ngày 1 tháng 10 sẽ được mở lại. Còn những cái dịch vụ khác mà chưa thiết yếu thì có thể là sẽ từ từ, hiện tại chắc đầu tháng 10 là chưa, nhưng mà sẽ từ từ được mở cửa lại sau đó khi mà thấy tình hình ổn hơn. Nhưng như vậy thì cũng khá là vui quá mà, còn 2-3 ngày nữa thôi, rất là háo chờ đợi nha bà con cô bác. Rất mong là như vậy sớm trở lại bình thường thôi, phải không cô chú chị mình ơi.
trên cung đường này có hẻm 538 Đồng Văn Bơ nè, chúng xuống sẽ vào review một vài căn nhà theo cầu của một số cô chú anh chị mình nha. Thì có lẽ căn đầu tiên là đi vào trong hẻm 538 nè, đây là số mới, còn cái số cũ là hẻm 166 nha. Thì căn 538 sạc 9 sạc 5 thuộc phường 14 đây, số cũ là 166 sạc 17. Mà ở nhà mình khỏe hết chứ hả? Dạ. Mấy tháng dịch vừa rồi vẫn bình thường, ok, không có vấn đề gì phải không? Đây là căn 166 sạc 17 nè, theo yêu cầu của Trần Quyền hay là Trần Thành vậy nha, Quyền Trần hay Quyền Thành Trần này đó, có yêu cầu. Thì hỏi thăm thì nó là đúng khu nhà này rồi. Rồi hy vọng là các anh chị mình xem mà sẽ thấy vui hơn nha khi gặp được người thân rồi. Và cũng trong khu vực hẻm này đi vào sâu hơn tí xíu thì có căn nhà 538 sạc 62 nè, theo yêu cầu của cô Trang Nguyễn ha. Để bên Texas hỏi thăm người cô Thúy là cô chị nè, nó cũng tìm được căn nhà 538 sạc 62 Đồng Lâm Bơ rồi, thuộc khu vực phường 14. Căn nhà rất là đẹp nha, cũng gặp được người thân ở đây. Dạ, xin chào bác, là cô Thúy hả? Dạ, có cô Trang ở bên Texas nè, nhà con quay đó rồi hỏi thăm gia đình luôn, nhà thế nào, khỏe không ạ? À? Con làm YouTube thôi, nghĩa là nhà đi ngang rồi quay luôn hỏi thăm gia đình để quay lên cho cụ coi á. Nhà mình khỏe hết đó, cô. Dạ. Không sao đâu, cô đứng xích trong đi để con quay luôn cái địa chỉ nhà luôn. Dạ, như vậy là khỏe nha cô. Cô Trang ơi, cô Thúy nè. Cô là Thủy hả Thúy? Thủy. Thủy hả? Cô Thủy cũng khỏe nè. Ở nhà cũng khỏe nha. Cô cần nhắn gửi gì cho cô hả Trang? Cô dạ hả? Dạ. Ok, vậy là yên tâm rồi. Để con quay tận nhà cho cô coi vậy. Còn đây là căn nhà 40D đường số 6 thuộc 14 theo yêu cầu của anh Trung Kỳ hay Trung Kỳ này ha. Căn nhà này rất là khang trang đẹp nha. Đây là hẻm 100 đường Tôn Đản thuộc phường 10. Giờ có một yêu cầu của một anh hay một chị tên là Hợp Lễ hay là Hợp Lê gì đó. Yêu cầu review căn nhà 100 sạc 18 là đường Tôn Đản. Ở phải nhà của chú Tuấn hay Tuấn gì không? Thì Nick đã tới hẻm 100 nè, đi vào tìm căn nhà 100 sạc 18 xem như thế nào nha. Là thấy số chẵn ở bên tay phải rồi, và hẻm này chắc là khúc này cục rồi, và bấm rồi bên phải rồi. Cái căn nhà 100 sạc 18 đây, cũng nhà cũng rất là đẹp khang trang nha, chỉ có mở công ty gì đây. Rồi mong là đúng căn nhà mình yêu cầu nha. Anh hay chị là Hợp Lê ha, Hợp Lệ gì ha. Và video clip cập nhật sáng ngày hôm nay thì Nick xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, chia sẻ và tiếp tục ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cho Nick nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Tạm biệt mọi người.